Chiều ngày 1 tháng 7, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông vẫn đang nỗ lực triển khai các phương án cứu hộ chiếc xe khách 61B02973 bị lật ở đèo Cùi Chỏ trên quốc lộ 28 đoạn qua xã Quảng Khê, huyện Đắk Gờ Long. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe này bị lật lúc 14 giờ cùng ngày khi đang chở 49 người đi du lịch từ huyện Đắk Gờ Long đến thành phố Gia Nghĩa. Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm dưới vực cách quốc lộ 28 khoảng 10m. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an cùng các lực lượng địa phương đưa hành khách từ dưới vực lên để đưa đi cấp cứu. Lực lượng cứu hộ dùng dây thần kéo vận chuyển hàng hóa khỏi chiếc xe khách bị lật. Được biết, chiếc xe khách bị nạn khi đang chở đoàn khách du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đến tham quan khu du lịch Tà Đùng ở huyện Đắk Gờ Long. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 45 hành khách cùng 4 người là tài xế, các phụ xe. Theo thông tin từ Sở Y tế Đắk Nông, vụ lật xe khách làm cả 49 người trên xe bị thương ở những mức độ khác nhau, trong đó có 4 người bị thương nặng đã được xử lý sơ bộ và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.